Takeshi Kamura và Keigo Sonoda, những người đã lọt vào tới 4 trận chung kết gần đây và thắng 2. Trước vô địch nội dung đôi nam nữ thuộc về đôi vợt của Trung Quốc, Zhang Shiwei và Chen Qingchen, sau khi họ ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đôi vợt tới từ Indonesia. Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 đang trở nên vô cùng quyết liệt khi mà cả hai thành phố Paris và Los Angeles đây đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và quảng bá nhằm giành phần thắng về mình. Lần gần nhất thủ đô Paris của Pháp nhận vinh dự tổ chức Thế vận hội mùa hè là vào năm 1924. Chính vì vậy, Paris đang hy vọng có thể một lần nữa đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất thế giới vào năm 2024. Các hoạt động thể thao được đẩy mạnh một cách tối đa tại Paris để có thể gây ấn tượng với Ủy ban Olympic quốc tế. Chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí Olympic tại Paris. Điều cần làm lúc này là duy trì các hoạt động thể thao đang diễn ra và chờ đợi chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thành phố Paris là thành